Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ 6 ngày 24 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam có phá bỏ nguyên tắc để tham gia liên minh quân sự hay không? Mỗi khi Trung Quốc có những hành động gây hấn ngang ngược ở Biển Đông, thì câu chuyện Việt Nam có nên phá bỏ chủ trương không nên liên minh với nước nào đó nhằm mục đích chống lại nước thứ ba để chuyển hướng sang liên minh với các nước khác để bảo vệ chủ quyền đất nước được đem ra bàn luận. Vào ngày 23 tháng 4 năm 2020, đài BBC đã mở một cuộc trao đổi với chủ đề Biển Đông và an ninh khu vực trong mùa đại dịch viêm phổi Vũ Hán với các học giả Việt Nam đang làm việc tại đại học ở Mỹ. Cả hai khách mời đều cho rằng Việt Nam không nên liên minh quân sự với bất cứ nước mạnh nào kể cả Mỹ và cũng không có nước nào có thể hậu thuẫn Việt Nam trong lúc này. Đây là hình ảnh giáo sư Ngô Vĩnh Long, nhà nghiên cứu lịch sử và Trung Quốc từ Đại học Minor đã trình bày hội thảo về xung đột ở Biển Đông vào ngày 6 tháng 7 năm 2016. Giáo sư Ngô Vĩnh Long, nhà nghiên cứu lịch sử và Trung Quốc học từ Đại học Minor nêu quan điểm như sau. Tôi nghĩ Việt Nam không nên liên minh với một nước mạnh, nhất là liên minh với Mỹ. Tăng cường sự hợp tác về an ninh với Mỹ là tốt, nhưng mà liên minh sẽ cho Trung Quốc cái cớ để làm áp lực với Việt Nam đủ mọi việc. Ông nói tiếp, chúng ta phải nên nghĩ rằng ngoài Biển Đông còn có đất liền nữa, mà đất liền vấn đề về quân sự, về kinh tế và rất nhiều vấn đề khác rất là lớn. Trung Quốc có cớ để thực hiện và có thể lực để mà đánh Việt Nam theo cái thế gọng kìm. Và Việt Nam cũng nên suy nghĩ chín chắn trong vấn đề có liên minh hay là không. Nhưng mà tôi cũng nghĩ củng cố an ninh của mình bằng cách tăng cường sự hợp tác với các nước trong khu vực và Mỹ hay Úc là vấn đề tốt thôi. Và trong trường hợp Trung Quốc có hành động được cho là có hành vi lấn tới, thậm chí có hành động quân sự tới Trường Sa trên Biển Đông như đã từng tiến hành vào năm 1974 hoặc năm 1988 trước đây. Giáo sư Long cho rằng Việt Nam phải kêu gọi các nước vì an ninh chung, vấn đề liên minh là vấn đề xưa rồi, chẳng hạn như Mỹ liên minh với Philippines hay là liên minh với Đài Loan hay là với Hàn Quốc, đó là thể chiến tranh lạnh. Bây giờ thời đó đã qua rồi, có thể trong tương lai sẽ trở lại, nhưng mà bây giờ đi đến vấn đề liên minh thì tôi nghĩ rất là nguy hiểm. Ông nói như vậy. Còn từ Đại học George Mason, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, nhà nghiên cứu chính trị và bang giao quốc tế phát biểu tiếp như sau. Việt Nam liên minh quân sự với nước nào để chống Trung Quốc thì giải pháp ấy là không thực tiễn. Đây là hình ảnh giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng nhiều năm giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học George Mason, Mỹ trong lần tham gia hội nghị tại Trung Quốc. Giáo sư Hùng phân tích như sau. Việt Nam muốn liên minh thì liên minh với ai? Đông Nam Á không ai muốn liên minh với Việt Nam cả. Những nước lớn như Ấn Độ thì cứ theo chính sách lờ mờ, trung lập, có thể hiện nay là hơi chống Trung Quốc một chút, nhưng mà truyền thống của Ấn Độ là cứ đứng ngoài diễn thuyết về đạo lý cho người khác thôi, chứ không dính dáng vào. Còn Nhật Bản thì hiến pháp rất giới hạn việc đó, thành ra những nước mà đáng nghe có thể giúp Việt Nam ở trong vùng thì không có. Mỹ hiện nay là một đồng minh không khả tin, bởi vì thứ nhất trong chính sách nội bộ đối với Trung Quốc thì chưa đồng nhất. Mỹ luôn tính toán liên minh thì phải có lợi cho Mỹ, tức là hai bên cùng có lợi, tức là khi nào tính sản thì gọi là liên minh, còn nếu là tiêu sản làm hại cho mình thì không liên minh nữa. Vì thế Việt Nam dùng Mỹ để liên minh chống Trung Quốc thì Mỹ lại sợ rằng nếu trong trường hợp này Việt Nam gan lên thì Mỹ lại tự nhiên phải đi vào đánh nhau với Trung Quốc. Mỹ sẽ không muốn phải vì Việt Nam mà chiến tranh với Trung Quốc. Cho nên tình hình hiện tại cho thấy giải pháp đó không thực tiễn, Việt Nam cũng không muốn và không ai muốn chuyện đó xảy ra trong lúc này. Ông đã nói như vậy. Và trong bối cảnh như vậy, Việt Nam cần phải làm gì? Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng đã nêu quan điểm tiếp như sau. Trên thực tế, bất cứ luật pháp nào cũng phải hậu thuẫn được bằng sức mạnh. Thành ra phải có một tương quan lực lượng tốt đẹp, thuận lợi nào đó thì mới có thể ngăn chặn được Trung Quốc. Đây là hình ảnh Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN lần thứ 7 được diễn ra vào ngày 4 tháng 11 năm 2019 tại Bangkok, Thái Lan. Về tương quan lực lượng, nước có thể đối trọng nhất với Trung Quốc là Mỹ, và Mỹ hiện nay ở trong rắc rối đó. Thí dụ về mặt lý thuyết thôi, Mỹ thấy Việt Nam là quan trọng và Mỹ cũng cần đến cái đó, thì thực sự Việt Nam có thể vận dụng khối các quốc gia Đông Nam Á với điều kiện là khối đó thuần nhất. Hai cái đó tương tác với nhau. Nếu mà khối Đông Nam Á thuần nhất cùng cố gắng chống lại Trung Quốc thì lại giúp cho Mỹ can thiệp nhiều hơn và can dự nhiều hơn. Và ngược lại, Mỹ càng can thiệp ít hơn, các quốc gia kia càng chia rẽ hơn, là vì họ phải tính rằng nếu Trung Quốc trở thành một lực lượng trội ở khu vực đó, nếu Mỹ mà không giúp họ, họ phải tìm cách thích ứng với một quốc gia lớn hơn mình. Đó là lý do hiện nay mà chúng ta thấy các quốc gia không có quyền lợi thiết thực về Biển Đông thì tìm cách rón rén, đi dây. Nếu Mỹ tiến thì tiến vào thì tôi tiến theo, Mỹ lùi thì tôi cũng phải tiếp ứng Trung Quốc. Thành ra chúng ta thấy có hai yếu tố đáng để ý. Thứ nhất là sự đoàn kết Đông Nam Á và thứ hai là sự can dự của Mỹ. Hai cái đó tác dụng hỗ trợ với nhau và trong trường hợp Đông Nam Á mà theo phương thức đồng thuận thì không bao giờ làm được cái gì lớn cả. Đồng thuận chỉ có tính cách mẫu số chung nhỏ nhất mà người ít chống đối thôi. Còn vì thế mà phải quyết liệt hơn. Và nếu vận động một cái gì đó dĩ nhiên là phải vận động một cái khối nào để trở thành thực sự thúc đẩy những nước quan trọng và thúc đẩy nó mạnh lên nữa. Thì những nước đó có quyền lợi chung và thế nên vận dụng những nước có quyền lợi chung đó mà một trong những nước rất quan trọng mà tôi nghĩ khó lôi họ vào là Indonesia. Indonesia là nước rất mạnh, đông dân. Nếu họ có quan tâm đến thì tốt hơn. Nhưng theo ước tính của tôi thì Indonesia có đường lối riêng của họ khó đưa vào. Vậy thì chỉ còn lại vài nước nhỏ thôi, ví dụ như Philippines, Malaysia và như Việt Nam là những nước có quan hệ. Trên lý thuyết nên vận động những nước đó và nhất là vận động cả Singapore nữa. Thành ra nếu có sự ủng hộ thêm của Singapore sẽ tạo thêm uy tín, sức mạnh quốc tế, quyền lợi mềm của họ nên vận động. Do đó chúng ta thấy mỗi nước đều có quyền lợi riêng, cho nên về mặt lý thuyết thì nên vận động, nhưng mà về thực tiễn thì tôi thấy cuộc vận động đó rất là khó khăn. Còn tiến sĩ Andre Cole, một chuyên gia về Biển Đông, từng hoạt động trong ngành quân báo tại Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, lại bày tỏ quan điểm hoàn toàn khác biệt trong một bài phân tích được tạp chí Mỹ The National Interest công bố vào ngày 7 tháng 11 năm 2019, sau sự kiện Trung Quốc cho tàu khảo sát Hải dương Địa chất 8 và đoàn tàu hải cảnh tháp tùng vào gây hấn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại bãi Tư Chính. Đây là hình ảnh bài phân tích của tiến sĩ Andre Cole công bố trên tạp chí The International Interest vào hôm 7 tháng 11 năm 2019 có tựa đề Việt Nam có thể là đồng minh với Mỹ chống lại Trung Quốc. Ông cho rằng để đối phó với dã tâm độc chiếm Biển Đông của Bắc Kinh, Việt Nam cần phải có một chiến lược thích ứng, trong đó yếu tố cực kỳ quan trọng là liên minh với Hoa Kỳ, nước duy nhất hiện nay có đủ lực để ngăn chặn Trung Quốc. Ông đánh giá trong những lần gần đây trước sự việc diễn ra từ Hoàng Sa vào năm 1974 cho đến các vụ Cạc Ma ở Trường Sa vào năm 1988, Trung Quốc luôn là kẻ gây sự trước và kết quả là Việt Nam vừa bị mất người vừa bị mất lãnh thổ. Và để chống lại Trung Quốc, tiến sĩ Andre Cole cho rằng Việt Nam cần có một chiến lược mới, trong đó có 4 thành tố quan trọng. Một là liên minh với những quốc gia có thể răn đe Trung Quốc ở mức cao nhất là răn đe hạt nhân, ví dụ như với Mỹ, Pháp và Anh. Hai là liên minh với các quốc gia có đủ năng lực triển khai nhanh chóng lực lượng quân sự thông thường theo quy ước để răn đe Trung Quốc, ví dụ như là Hoa Kỳ. Ba là sử dụng thành quả tăng trưởng kinh tế để nâng cao mức chi tiêu quân sự để răn đe Trung Quốc ngay tại chỗ, ví dụ thông qua việc mua thêm tàu ngầm, tên lửa chống tăng và tên lửa phòng không. Và bốn là dân chủ hóa và cải thiện nhân quyền để tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên minh kinh tế và quân sự chặt chẽ hơn với các quốc gia ít chịu ảnh hưởng nhất của Trung Quốc. Và tiến sĩ Andre Cole khẳng định như sau, khi mà Ấn Độ, Nga, Úc mà Việt Nam đã kêu gọi hỗ trợ không thể là đối tác liên minh cốt lõi. ASEAN chịu ảnh hưởng của Trung Quốc nên lơ là trước hành vi vi phạm của Trung Quốc ở Biển Đông thì chỗ có Mỹ mới có đủ điều kiện để hỗ trợ Việt Nam chống Trung Quốc mà thôi. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Tổng thống Philippines Andreu Duterte để hội đàm tại Manila vào tháng 11 năm 2018. Nga, Úc và Ấn Độ có thể là đối tác chiến lược hữu ích cho Việt Nam, nhưng các nước đó không đủ khả năng làm một đối tác liên minh cốt lõi vì họ thiếu sức mạnh cần thiết để có một liên minh đánh bại Trung Quốc. Nga có ghế trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và cả Nga lẫn Ấn Độ đều là các cường quốc hạt nhân có khả năng quan trọng để triển khai lực lượng quân sự thông thường đối phó với Trung Quốc. Nhưng hai nước này không đủ sức mạnh về mặt kinh tế hay quân sự để đối đầu với Bắc Kinh. Cả hai đều là thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Trong thực tế, Trung Quốc đã lãnh đạo tổ chức này. Do đó, hai nước này không thể trở thành đồng minh cốt lõi đáng tin cậy cho Việt Nam được. Còn Úc là một đồng minh đáng tin cậy tiềm tàng nhưng lại không có sức răn đe hạt nhân hay quy ước cần thiết để đối phó với Trung Quốc. Úc cũng không đặc biệt mạnh về mặt ngoại giao, quân đội Úc còn thiếu phương tiện so với Trung Quốc và nhất là Úc chịu ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc nhiều hơn là Hoa Kỳ hoặc Pháp hoặc Anh Quốc. Và khoảng 40,8% hàng xuất khẩu của Úc được bán sang Trung Quốc. Điều đó giải thích tầm ảnh hưởng to lớn của Trung Quốc đối với doanh nghiệp của Úc vốn có vị trí ảnh hưởng trên sân khấu chính trị của nước Úc. Và ngược lại, Hoa Kỳ, Pháp và Anh có ít hàng xuất khẩu sang Trung Quốc nếu tính theo tỷ lệ trong GDP của họ. Do đó, các nước này chịu ảnh hưởng chính trị ít hơn từ Trung Quốc. Mỹ, Anh và Pháp cũng có thế mạnh là các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Và ASEAN sẽ giúp đỡ rất ít cho Việt Nam trong bối cảnh các nước thành viên này ngày càng chịu ảnh hưởng lớn hơn của Bắc Kinh và phủ quyết mọi chỉ trích thực sự về Trung Quốc. Các nước này chuẩn bị rất ít hay hầu như lơ là trong việc ngăn chặn các hoạt động gặm nhấm Biển Đông của Trung Quốc. Đến cả Philippines, nước duy nhất từng kiện đường chín đoạn của Trung Quốc, cũng đang chịu ảnh hưởng ngày càng rõ rệt của Bắc Kinh. Và tiến sĩ Cole khẳng định chỉ có Hoa Kỳ mới có các điều kiện để trở thành một đồng minh cốt lõi đáng tin cậy và đủ sức chống lại Trung Quốc. Các điều kiện đó là một chính sách đối ngoại độc lập và ảnh hưởng của Trung Quốc so với các thành viên của ASEAN và Nga thì khác hẳn. Và một sức mạnh kinh tế cần thiết để trừng phạt Trung Quốc, một sức mạnh ngoại giao cần thiết để phủ quyết Trung Quốc tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đó là Mỹ. Và Mỹ cũng có đủ khả năng quân sự cần thiết để triển khai sức mạnh quân sự quy ước đối phó với Trung Quốc và sức răn đe hạt nhân cần thiết để đảm bảo vệ chính mình khỏi sự trả đũa hạt nhân tiềm tàng của Trung Quốc. Chuyên gia Mỹ khẳng định tiếp như sau: nếu không có Hoa Kỳ để làm đối trọng với Trung Quốc, an ninh Việt Nam không thể nào được đảm bảo. Sự tham gia của Hoa Kỳ là điều kiện thiết yếu cho bất kỳ liên minh hiệu quả nào chống lại Trung Quốc căn cứ vào tương quan lực lượng hiện tại. Tuy nhiên, Mỹ chỉ ưu tiên cho những đồng minh có giá trị tương tự về dân chủ và nhân quyền. Vì vậy, để có được không chỉ liên minh với Hoa Kỳ mà cả Hoa Kỳ sẵn sàng hy sinh cho Việt Nam, chấp nhận rủi ro trước một cường quốc hạt nhân, Việt Nam ít ra cần phải có những cải tiến dần dần, nhưng ổn định về dân chủ và nhân quyền ở đây. Và từ sau sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào năm 2014, cùng với những hành động hiếu chiến đi kèm, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu Viện Chính trị tại Singapore đã nhận định Việt Nam cần chuyển hướng sang chính sách liên minh. Đây là hình ảnh tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu Viện Chính trị tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore. Nhà nghiên cứu đưa ra 4 lý do khiến cho sự chuyển hướng này, đó là: thứ nhất, hiện nay nền tảng của chính sách không liên minh liên kết của Việt Nam đã trở nên không còn phù hợp hoặc phản tác dụng. Chính sách không liên minh liên kết chỉ phù hợp với từng giai đoạn lịch sử như trong thời kỳ chiến tranh lạnh mà thôi. Nhưng chiến tranh lạnh đã qua rồi. Và đây chỉ là lựa chọn tốt khi an ninh Việt Nam không bị đe dọa, trong khi nhiều năm trở lại đây Trung Quốc ngày càng trở nên hung hăng tại Biển Đông. Và việc không liên minh liên kết chỉ hợp lý khi nội lực của Việt Nam đủ mạnh. Tuy nhiên, tương quan lực lượng giữa Việt Nam và Trung Quốc lại quá chênh lệch. Thứ hai, Trung Quốc đã phá vỡ điểm cân bằng trong quan hệ song phương và buộc Việt Nam phải thay đổi chiến lược. Nói cách khác, Việt Nam không còn đường lùi, hoặc phải thuận theo Trung Quốc hoặc phải tìm cách để ứng phó lại. Thứ ba, Việt Nam có đủ điều kiện thuận lợi để chuyển sang chính sách liên minh. Vị thế quốc tế và nội lực Việt Nam hiện nay khác so với thời kỳ trước bình thường hóa quan hệ ngoại giao mở rộng. Có quan hệ kinh tế hai bên cùng có lợi và hầu hết các nước trên thế giới, và có quan hệ bình thường và ngày càng phát triển với các cường quốc lớn và tầm trung. Đặc biệt, Việt Nam đã là thành viên của tất cả các tổ chức chủ chốt của khu vực và trên thế giới. Vì vậy, chúng ta vừa có điều kiện và mạng lưới quan hệ thuận lợi để hình thành liên minh, vừa có đủ không gian ngoại giao để thoát khỏi thế bao vây cô lập của Trung Quốc nếu bị trả đũa. Thứ tư, môi trường chiến lược, khu vực và thế giới hiện nay có lợi cho sự chuyển hướng của Việt Nam, đặc biệt là Việt Nam có ưu thế chính nghĩa so với Trung Quốc. Có đồng minh quân sự, tự nhiên là các nước cùng có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc như Philippines, Nhật Bản hay những quốc gia có những lợi ích chiến lược mâu thuẫn với Trung Quốc như Ấn Độ và Hoa Kỳ. Và Việt Nam không phải là quốc gia duy nhất cam kết không liên minh quân sự, không dựa vào nước này để chống nước kia. Lấy một ví dụ như Ukraine cũng đã từng như thế khi nền chính trị luôn bị con gấu Liên Xô, Nga khống chế, áp dụng lên phần đất này. Tuy nhiên, Ukraine đã thấy dã tâm của Nga và quốc hội nước này đã mạnh dạn quyết định bãi bỏ cam kết tự mình trói mình đấy. Đó là vào ngày 23 tháng 12 năm 2014, Quốc hội Ukraine đã có số phiếu áp đảo 303 trên 8 phiếu ủng hộ bãi bỏ quy chế không liên kết mà nước này đã thông qua vào năm 2010, lúc ấy dưới sức ép của Nga nhằm ngăn cản Ukraine gia nhập NATO. Việc Việt Nam có nên thay đổi lập trường trung lập, liên minh, và nếu liên minh thì liên minh với ai và dưới hình thức nào để bảo vệ cho chủ quyền, lãnh thổ dưới sự bành trướng của Trung Quốc vẫn là tiêu điểm để các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội và người dân cả nước tiếp tục thảo luận để đi đến quyết định cuối cùng trong thời gian tới. Nhưng liệu ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các ủy viên Bộ Chính trị và các ủy viên Trung ương Đảng của Việt Nam có thay đổi để tạo ra bước ngoặt với đường lối, hay vẫn mù quáng tin vào cam kết 16 chữ vàng và 4 tốt mà Trung Quốc vẫn từng đưa ra, thì chúng ta sẽ còn phải tiếp tục quan sát kỹ hơn nhóm người này sẽ có phản ứng ra sao trong thời gian tới. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, thoibao.de ngày hôm nay, thứ 6 ngày 24 tháng 4 năm 2020 với bản tin Việt Nam có phá bỏ nguyên tắc để tham gia liên minh quân sự hay không? Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của thoibao.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, thoibao.de